của con bị luôn hả? Xe con tanh luôn. Người ta có đèn không? Không, chưa biết. Bây giờ có đèn thì có đèn, nhưng mà không có đèn sao. Xe future hả gì? Quay. Ồ, cũng 20 triệu rồi. Đúng không? Mười mấy 20 triệu rồi. Quay mới không con? Mà mới là hết. Mà con có giữ giấy tờ đồ không? Giấy tờ cho tốt. Chết. Rồi con nói thì sao người ta tin? Mà nói chung là người quen. À, người ta biết rồi. Ủa vậy con có làm trong này không? Không, con bán giấy tờ. Mà con gửi xe ngoài này. Ờ. Rồi gửi xe ở đây. À, đâu có trái con cũng quay lại. Rồi về nữa rồi. Trái lúc mấy giờ? 5 giờ rưỡi. Ờ. Trái lớn không à? Trái lớn. Ồ, trái hết đám này mà. Con ra con quay mà. Lúc trái là con đánh quay. Mà con không có để ý lúc mà cái xe không, con... Không nhớ xe hả? À? À, không nhớ. Cái lúc trái xong con thấy cái xe con còn cái khúc. Này vậy ông đập lưng ông à? Vậy